Bé trai kẹt trong trụ bê tông tử vong, nhiều sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình. Những ngày qua, cộng đồng mạng dường như nín thở khi theo dõi từng thông tin về bé Hạo Nam 10 tuổi. Vụ việc bé trai bị mắc kẹt trong trụ bê tông khiến ai nấy đều bàng hoàng và thương xót. Tính đến tối ngày hôm qua, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp đã xác nhận với báo chí rằng bé Hạo Nam đã tử vong. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng đã gửi những lời động viên an ủi đến gia đình bé trai. Nhiều sao Việt cũng đã có động thái chia buồn gửi đến gia đình. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải tấm ảnh về em bé thiên thần. Anh đã gửi lời chào tạm biệt đến bé trai, đồng thời chia buồn cùng với gia đình rằng: "Tạm biệt con, Hạo Nam, bình yên nơi thiên đường nhé con, vô cùng xin lỗi, xin ôm ba mẹ con thật chặt." Đồng cảm với nỗi đau của gia đình, MC Lưu Hà Trinh cũng chia sẻ rằng nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi. Đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là phụ. Nhưng biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Cũng trong tối ngày hôm qua, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên cũng đã tạm dừng phát sóng dự án Đu Đêm tập 2 để chia buồn cùng với gia đình bé trai. Trước đó thì cô cũng từng dự định sẽ ra mắt tập mới nhất trên kênh YouTube cá nhân, thế nhưng vì tai nạn thương tâm của bé Hạo Nam nên cô đã quyết định tạm hoãn. Bên cạnh ca sĩ, MC hay hoa hậu vừa kể trên, rất nhiều những nghệ sĩ khác cũng như cộng đồng mạng đã để lại những dòng trạng thái tiếc thương vô hạn gửi đến bé Hạo Nam cùng với gia đình. Sự ra đi của em là nỗi đau lớn vô cùng cho những người ở lại.